Ngay từ đầu nó ở bên này mà bác vứt ra nhà em thì em phải vứt thôi. Vứt vứt cái chứ, đừng để tôi phải nóng mặt lên nhá. Đất nhà tôi thì tôi làm cho đất mồ đất mãi nha chú, mà chú cứ đến đấy mà chú cứ đi. Gạt hết cả rác rồi linh tinh các thứ sang đất nhà em thế? Đất nhà em đâu mà đất nhà em? Ranh giới rõ ràng giữa hai nhà, sao bây giờ bác lại vạt hết cả cỏ nhà em rồi? Rác này, ni lông các kiểu từ bên này dồn hết sang bên này. Bác muốn sạch ý thì bác gom ra đằng kia bác đốt, chứ đừng có lại sạch bên nhà mình rồi cho hết những cái rác thải bẩn sang bên nhà người khác. Anh nói với cô này, những cái rác này á là do mưa lũ vừa rồi nó cuốn về, nó đẩy nó về đây. Chứ tôi hơi đâu mà tôi vác cái rác này để đến mà bỏ tấp đến cỏ trên đất nha cô. Cô nói cái gì nó cũng vừa vừa phải thôi chứ. Bây giờ bác muốn sạch của nhà bác thì bác gạt hết sang đi, xong rồi cho ra ngoài kia mà đốt đi, chứ đừng có hất hết sang đất nhà em như thế này. Đây này, hỏng hết cỏ của nhà em thế này. Đấy, dạp hết cả xuống rồi này. Đoạn nào của nhà bác thì bác cứ làm sạch đi, của nhà em cứ để nguyên như thế, đừng có hất hết sang bên đất nhà em như thế. Bác nhìn kìa, này, cỏ dạp hết xuống rồi này, một đống rác luôn. Thì đây, tôi đang làm đất nhà tôi đây. Từ cô ngứa mồm, cô nhảy ra, cô nói tôi chứ. Tôi đang làm đất nhà tôi đây, thẳng cái góc này và sang góc kia, cô cho cô lấy giấy mà căng đi. Sao, bác bảo bác đất nhà bác đến đâu? Đây, từ cái góc xoắn này sang cái góc xoắn to kia, cùng trong một lứa với nhau đấy. Mắt bác bị thế nào đấy mà nhìn từ đây mà chuyển sang bên kia được? Thì chả cái, thế còn gì nữa. Cái gốc xoắn này thẳng vào cái mầm xoắn này này. Bác nghĩ thế nào mà xiên ra tận kia hả? Bác nhìn kiểu gì đấy? Nhìn thế nào mà xiên tận kia? Nó thẳng như thế này cơ mà. Thì chả thế còn bác... gì nữa. Đấy, cô xem này, cái cây này như thế nào mà cây kia như thế nào? Nó phải thẳng cái cây kia kìa. Bác tham thì cũng tham vừa vừa phải thôi. Bác tham vài mét đất để làm cái gì? Hay là bác lấy thêm mét đất để sau này về làm chỗ chôn à? Nè, tôi nói với cô nhá. Cô ăn nói vừa phải thôi. Chúc vàm tôi vừa phải thôi nhá. Tôi lúc nào chứ là lành với cô lắm rồi đấy. Tôi nói với cô nhá. Cho dù ngày mai ngày kia nó có sói lở đi mà kệ cha nhắn. Đây của tôi, bây giờ tôi làm đất của tôi, tôi chưa đụng chạm gì đến đất của nhà cô nhá. Mà cô dám ra đây mà ăn nó nhố nhắng với tôi nhá. Tôi đánh như vỡ mặt đấy bây giờ đấy. Mọc của tôi từ cái cây kia cho sáng cây này. Tôi chả làm đất của tôi, tôi làm đất của nhà cô à? Không phải là em hỗn láo gì với bác đâu. Nhưng ngay từ đầu em cũng đã nói nhẹ nhàng rồi, là đất bên này đất của em mốc đến kia. Bây giờ bác có lỡ tay mà hất rác sang bên đất nhà em dính vào cỏ nhà em ấy, thì bây giờ bác hất lại sang bên này gom vào đây mà đốt để hai nhà cùng sạch. Cô mới một vài cái tuổi ranh ăn nói với người già phải có trên có dưới chứ. Bác bảo bác là người lớn, thế thì bác làm cho ra người lớn đi. Người lớn mà làm ăn như kiểu cái trò mèo này à? Bây giờ em yêu cầu bác, bác hất hết cỏ với lại rác sang bên nhà bác đi, trả lại nguyên vẹn cái đất với cỏ nhà em như ban đầu. Tôi làm đấy là tôi đang làm coi như là trên đất nhà tôi đấy. Cô không có quyền để mà coi như bắt tôi để làm theo ý cô được. Thôi chỗ này một ít thì em không nói. Nhưng mà cái chỗ đoạn kia sang đến gần 2 mét rồi, bác phải trả nguyên lại cho em. Gần 2 mét đấy là nước nó cuốn về đấy. Cô muốn làm thì đi mà làm. Nếu là nước cuốn ấy thì nó đã phẳng hết rồi. Còn đây bác này, làm bờ làm cõi này. Lũ cuốn cái gì? Cuốn gì mà kiểu như thế này. Làm bờ làm cõi đây còn kêu cuốn cuốn. Cô đừng làm kiểu đấy với tôi nhá. Bảo rõ. Cô đừng có ném sang đất nhà tôi đây à? Cô đúng. Muốn dọn là cô dọn đặt ở giữa bờ nhá. Mà đấy là cái bờ rồi chứ còn cái gì nữa. Bờ đây là bác vừa mới đáp vào. Chứ làm gì có chuyện lũ cuốn mà nó thành bờ, nó thành gờ như thế này. Ở đâu nó có kiểu như thế. Bác không làm để đấy em làm cho đến nơi đến chốn. Ai lại làm ăn cái kiểu này? Bao nhiêu rác rưởi vứt sang. Bác cô em... đừng làm kiểu đấy nhá. Tôi cứ làm lên này, cô đừng làm kiểu đấy mà tôi đánh như bây giờ đó. Đã
tại vì ngay từ đầu nó ở bên này mà bác vứt ra nhà em thì em phải vứt thôi. Vứt vứt cái chứ. Cô đừng để tôi phải nóng mặt lên nhá. Tôi lúc nào chưa là tôi nhìn cô lắm rồi đấy nhá. Nhưng mà... Này, bác già rồi nhá. Mà bác ăn hiếp phụ nữ như thế là không được đâu. Tôi nói với cô nhá. Tôi là đã lúc nào đến bây giờ là tôi đã ăn nói lịch sự với cô rồi nhá. Mà cô đừng ngang bướng nhá. Lịch sự gì? Lấn đất của người khác còn lịch sự cái gì nữa? Lấn cái gì? Tôi đã lấn tí nào đâu. Mà cô cứ lấn đất với lấn cỏ. Ăn nói nhố nhăng. Bơ lào. Già rồi mà tính như tính chó đấy à? Ra ngoài đồng để ăn hiếp phụ nữ. Cô có muốn chó? Hả? 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 Cô có muốn chó? Cái con mụ này này. Nó tí tuổi ranh mà coi như là cái nước nó xô cái rác vào đấy. Nó cứ ra nó cứ chửi tôi chơi chơi. Nó bảo là tôi lấn đất là đắp bơ nhà nó. Cái gì thì nói nhau nhẹ nhàng hay sao đây? Đánh phụ nữ dưới đồng thế? Nó ăn nói hỗn láo. Hỗn láo gì mà hỗn láo? Em làm cái gì bác mà bảo hỗn láo? Đây này, anh này. Đất nhà em nhá, từ cái cây xoan này đến cây xoan này. Đấy, thế mà bây giờ bác ấy cứ bảo là cây xoan này. Xong rồi đây này, tấp hết cả rác lên cỏ nhà em. Gạt hết sang bên này, thành bơ thành cõi rác ấy. Đấy, cỏ nhà em tốt như này hỏng giạc hết rồi. Mà bây giờ bác ấy ra, lúc nói nhẹ thì bác ấy không nghe. Đến lúc em nói thì cũng có hơi cáu một chút. Thế bác ấy bảo em là mất lịch sự rồi không văn minh nọ kia. Bác xem có được không? Thì đất ở đâu thì có bơ có thủa. Không phải chú ạ. Cố ra cố ăn nói hỗn láo quá. Nói với người lớn tuổi mà nói như là nói với trẻ con ấy. Thì bác thì tôi mới giơ cái tay người tôi cố đã ngả rồi. Thì tôi đã đánh đâu. Anh thấy không? Bác ấy đánh em ngã sấp mặt xuống đây rồi. Thế mà còn cứ chối mãi. Thế nghe như đất của nhà bác đến đâu, nhà cô đến đâu? Đây bác ơi, từ cây xoan kia nhá, đến cái cây xoan to, à cây xoan nhỏ này. Tức là cái cây to nhưng mà chặt đi rồi nó lên cái mầm nhỏ. Mà bây giờ bác cứ bảo cây to kia của nhà khác kìa, đấy. Thì đất đến đâu thì bác làm đến đấy, thì bác gạt sang người ta làm gì, bác gạt sang như thế này. Ví dụ như nó mưa lũ nó có tối về đấy thì bác gạt sang, bác gom lại một chỗ bác đốt đi. Đấy chú xem, cả cái cây xoan tôi trồng, cây xoan này tôi trồng, mà lại cố cứ một hai lại cái cây này. Tức là cái cây này với cái cây kia nó chênh lệch nhau như thế. Đất thì đất bờ đất suối này thì đáng được bao nhiêu, hơn nhau được vài búi cỏ voi. Thì rau có như cái điểm bờ này. Đấy, nên bác ấy còn tham cơ. Cô hử mồm cái nữa tôi tán cô luôn đấy. Chứ không phải. Cái gì mà ghê thế? Mày nóng này cái gì ghê thế? Đi sang bên kia nào. Đi trẻ ranh mà chưa gì đã ăn nói hỗn trước. Em nói bác này. Em thì em không bênh vực ai cả. Cỏ nhà bác em là cỏ ngắn, cắt đi bao nhiêu lứa rồi. Cỏ nhà cô ấy, nó dọc như thế này. Nó rõ ràng như thế. Bác ấy đi ra đây đánh người ta chỉ đồng. Đó là phụ nữ đấy. Còn nếu như mà gặp với chồng cô ấy mà ra mà bác mới làm cái này. Chẳng phải đánh nhau to chứ đâu. Nhưng tôi nói với chú này, tôi đã nói với chú rồi. Từ cây kia sang cây này là đất nhà tôi. Chẳng quá là cái cỏ này tôi vừa rồi tôi không cắt. Tôi nhường nhà cô ạ. Mà chú là ở đâu mà chú ra cái đi lo việc báo đồng thế? Em không ở đâu cả. Em đi bắt rắn ở chốc đường ấy thôi. Rắn thì chú lo mà đi bắt rắn ấy về mà nuôi vợ nuôi con. Chú ngứa mồm sấm vào của việc nhà tôi đấy để làm gì? Bác ơi, bác cái bác lớn tuổi rồi đấy. Bác ăn nói cho nó đàng hoàng cái lịch sử. Thảo nào mà cái như là cô ấy cố cái nhân nổi khung nổi cẩu là đúng thôi. Chứ bác nổi khung tôi lịch sử phải có người á. Người nào tôi lịch sử. Ví dụ như chú tôi lịch sử chứ. Việc của nhà tôi chú chen vào làm cái gì? Với cô đấy là cô còn lành đấy. Chứ còn chồng cô đấy mà ra mà nói cái dòng này ấy, chắc là bác cũng không còn một cái răng màn chảo đâu. Còn em ấy, em không phải việc của em. Em thấy bất bình thì em nhảy vào thôi. Em muốn làm sao cho hai người nhà sống có tình làng nghĩa xóm thôi. Chứ bác đừng xúc phạm em. Bác đánh cô ấy được, bác xúc phạm cô ấy được. Xúc phạm em ấy là bác ăn đủ đấy. Thế chú là chú định làm gì tôi? Em không làm gì bác cả nhá. Nhưng ở đây em nói sự thật, cỏ của người ta ngang này, cái gốc cỏ người ta nó to như thế. Cả cái bơ như thế, cả cái cọc cột mốc nó như thế này. Đấy, từ đấy cả cái bước là do như thế này rồi. Bây giờ cái như mới có một cái cơn mưa ra, tan cả tí nước lên nó rác nó trôi về. Để cho nó đe cái ngọn xuống là bác định phong cái gốc này, bác định lấy cả đấy đất. Lấy cả cái tháng ở bên này là phải 2 mét đất của người ta. Ra rồi sống được bao nhiêu rồi đâu, tham thế. Chú đừng ăn nói hồ đồ nhá. Đất là đất của hai gia đình chúng tôi. Chúng tôi làm nào là việc của chúng tôi, không phải việc của nhà chú. Đúng rồi, không phải việc của em. Mà hai gia đình nhà anh với nhà cô ấy. Như thế nào đó là việc của hai gia đình nhà anh. Nhưng mà làm cái gì làm nó phải có tình, có lý. Sống có tình làng, nghĩa xóm. Tắt lửa tối đen có nhau này. Tắt được rồi. Mất tình làng nghĩa xóm. Nó không hay đâu. Chứ em liên quan gì đến gia đình nhà bác? Chẳng liên quan gì đến gia đình nhà cô ấy cả.
Thế bác làm thế nào làm? Người lớn chứ đáng người lớn để cho con cháu nó nói theo kìa. Cái chủ này toàn là lo việc báo đồng này, ăn cơm nhà vạc tù vang tòng này. Đất nhà tôi thì tôi làm cho đất mô đất mãi nha chú, mà chú cứ đến đấy mà chú cứ đi. Ra rồi đừng hổn lao, mẹ đừng có mất nết. Tao thách bố con thằng nào đánh được tao đấy, có giỏi lại mà đánh. Bố cha mày mày chẳng thách tao không? Mẹ thách thì đứng lại. Mẹ mua mày thách mày chạy nhanh thế. Mẹ bắt nạt phụ nữ được nha. Bắt nạt bố mày đấm nhau, không có đường mà chạy đấy. Ra bố mày cũng đấm.